Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V50. Thì con này là bản Hàn các bác nhé. Bản Hàn chuẩn luôn đấy. Nhưng mà nó không được đẹp lắm đâu. Thì cái con này do nó không được đẹp lắm cho nên là em bán là giá 2 triệu tròn các bác nhé. Thì cái con này bảo đảm cho các bác là tất cả các chức năng đều ok. Và màn hình nó còn đẹp nhé, không bị lưu ảnh, không bị ám ố gì các bác nhé, không bị sọc hay là đốm gì cả. Đấy, thì con này chỉ có mỗi cái là màn hình nó hơi quên, cái ngoại hình của nó hơi xấu thôi, còn lại thì pin pin còn rất ngon các bác nhé, pin rất ngon, màn hình rất là ngon. Thì em sẽ cũng có test qua lại cho các bác để xem các bác xem là cái ngoại hình của nó xem như nào, thì các bác ưng được thì chốt thôi. Thì vì em nghĩ là cái mức giá 2 triệu thì nó cũng rất là phù hợp rồi, em nghĩ là rẻ rồi. Đây thì cái lắp lưng đây, cái mặt lưng này thì em cũng chưa lắp kỹ đâu nhưng mà nó cũng vẫn còn dùng được các nhé. Nó đương nhiên sẽ có xước răm khá là nhiều đấy, em nghĩ là xước răm khá là nhiều nhưng mà nó vẫn còn dùng được. À, biết có nhìn rõ không, ở đây cụm cam này, cụm cam này đây các bác, cụm cam vẫn còn dùng ok các bác nhé. Đấy, nó chưa xước cho lắm đâu, vẫn dùng rất là ổn. Rồi, vân tay ok các bác nhé, vân tay dùng bình thường. Ba cái chấu màn hình phụ là dùng bình thường hết các bác nhé. Em tắt cái chuông gì cả. Ok, còn đây là cái cạnh dưới này. Cái cạnh dưới thì đương nhiên là có xước. Đây, nói chung là cũng xước, xước nhiều. Đấy, nó chả biết bao nhiêu phần trăm nhưng mà cái các bác cái cứ 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 theo dõi cái em sâu cái ngoại hình nó thôi. Đây có xước có cấn chút này. Đấy. Đây có xước này, đấy, chọc sơn này. Rồi. Còn đây là cái cạnh trái này. Đây cũng có vết xước này. Đấy, còn lại cũng khá là đẹp. Đó. Cạnh trên này cũng có cấn, có không phải cấn, ở cấn có cấn có xước này. Đó. Rồi đây có xước chút này. Đây, cạnh phải đây. Thì cũng có cái mấy cái nút bấm này nhé, mấy cái nút bấm cứng này này thì nó bị chóc sơn này các bác nhé. À, nó hơi cái nút nguồn này chóc sơn này, này. Nhưng mà nó có bấm rất là ngon các bác nhé, không vấn đề gì. Đấy, nói chung là cái khung thì là em gọi là xấu đi, xấu cho nó nhanh. Đấy, các bác tùy các bác bảo là bao nhiêu phần trăm thì tùy các bác thôi. Còn đây là một cái màn hình. Thì cái màn hình này đương nhiên là sẽ có cái xước răm rất là nhiều rồi nhưng mà nó không có cái vết nào xước kiểu là nặng quá nặng ấy. Đấy, cho nên các bác yên tâm dùng vẫn rất là ok các nhé. Đấy, dùng vẫn rất là ok. Đây các bác phải soi ánh điện như này thì các bác sẽ thấy được cái vết xước răm này. Đấy, dùng vẫn rất ok, cảm ứng bình thường nhé. Và cái độ đẹp ấy, cái màn hình của nó là chưa hề có lưu ảnh gì cả các bác nhé, chưa hề có sọc xích gì cả, nói chung màn hình của nó rất đẹp. Thì em sẽ test qua cái chức năng của nó cho các xem nhé. Đấy, trước tiên là vân tay bình thường này. Đấy. Em sẽ cắm cái tai nghe này. Đấy, tai nghe bình thường các bác nhé. Âm thanh này. Đây. DC bình thường nhé, bật tắt bình thường này. Đó. Ok các bác. Xem nào. Wi-Fi bật lên. À, dạo này ấy, em bán cái con cái con Wi-Fi nó đang bị mất các bạn, để em bật cái Wi-Fi của em lên đã. À, dạo này ấy, tại vì mấy cái con điện thoại cũ ấy, nó hay bị cái hiện tượng là nó bị nó bị kiểu là các bác cắm cái tai nghe này vào này, nó vẫn bật được, nó vẫn bật được DC như này nhá, nhưng mà nó cứ bị cà giật ấy. Đấy, nó thì có nghĩa là nó bị lỗi DC ấy. Thì đây thì em phải test kỹ cái đấy, nhiều bác em bị hai trường hợp rồi, nên là phải test lại cái này. Đây thì cái này hoàn toàn bình thường nha, đây vẫn chạy bình thường này các bác này, nó không bị giật giật gì nữa đâu. Đấy, rút ra này là dừng này. Đấy, cắm vào vẫn bình thường này. Đấy, chạy bình thường. Rồi, ok, cái này thì các yên tâm nhé. Rồi, và vấn đề nữa là vấn đề về 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 chân sạc ấy, thì cũng phải cắm lại cho các bác xem, tại vì
máy cũ mà, cho nên là phải test cái này rất kỹ. Thì đây, chân sạc của con này cắm rất là ngon nhé, sạc nhanh bình thường nhé. Cái dây này cái dây lởm, loại lởm nhé, không phải là loại xịn đâu, chưa cần phải đến 25W đâu. Đấy, sạc cái luôn. Cái mình những cái này là cái sử dụng cơ bản nên phải bắt buộc phải test. Và có một lỗi nữa ở trên cái con hiện tại là đang wifi đang bình thường nhé, em tắt wifi đi. Trên con V50 ấy là không những chỉ V50 đâu, mấy con LG gần đây ấy, không biết hãng khác có bị hay không, nhưng mà trên con V50 và trên V60 em đã thấy một số bác nói là việc dùng cái sim Viettel ở trên này nó hay bị cái hiện tượng là có sóng LTE, nghĩa là có 4G, có LTE bình thường nhưng mà nghe gọi không được. Đấy, thì đây em đang dùng một cái sim Viettel đấy các anh nhé, em sẽ nghe gọi cho bác luôn. Tiệm cận bình thường này. Đấy, thì cái con này là bình thường. Thì con này là đang dùng cái sim Viettel bình thường các bác nhé, cho nên các bác yên tâm về vấn đề sim nhé. Đây, có LTE bình thường này. Đấy. Em bị mấy cái con V50 mà không dùng được, à quên, không nghe gọi được với cái sim Viettel các bác nhé. LTE vẫn có bình thường. Đấy, thế mà không hiểu sao không được, không không nghe gọi được. Thì cái lỗi này hiện tại là em chưa thấy ai fix được. Đấy, nếu mà có fix, muốn fix được ý, thì đương nhiên là vẫn fix được thôi, là mình thay cái IC sóng sánh của nó thôi là cũng được thôi, nhưng mà kiểu là nó không bị kiểu là toàn bộ cái sim đều bị, nó chỉ bị mỗi sim Viettel thôi, cho nên là nó cũng hơi bị củ chuối, nó buồn cười. Nhưng mà thôi, con này cái đấy thì cái vấn đề này em sẽ nói sau, còn cái con này thì dùng sim Viettel bình thường, các sim khác cũng bình thường các bác nhé. Ok, và tiếp theo một cái lỗi nữa em cũng nói luôn. Thứ nhất là ở cái về camera này thì con camera thì con bình thường nhé. Hơi tối các bạn. Thì camera trước bình thường này, nhưng mà hiện tại V50 bây giờ ấy, tại V50 bây giờ này là nó cứ bị cái hiện tượng mà cái cam góc siêu rộng ấy nó hơi bị mờ mờ ấy. Đấy. Thì đây ví dụ như con này là bình thường này. Đấy. Thì cái con này nhé thì bảo đảm cho các bác là cái cam góc rộng ấy, nó là bình thường thôi nhé. Đây đang hơi mờ thôi. Đấy thì nó bình thường này các bạn này, đấy rất bình thường nhé. Đấy. Để cho các bác yên tâm, vì dạo này con V50 nó hay bị mờ cam góc rộng nhiều lắm, các bác mua hàng phải chú ý nhé. Ok, còn cái gì nữa nhỉ, còn vấn đề gì trong này nữa không? À đây, test cái màn hình cho các bác xem, cứ phải test một con máy hạ có 2 triệu thôi, nhưng mà vẫn cứ phải test lại đầy đủ cho các bác yên tâm, chứ không các bác về các bác lại lại lo lắng. Đấy, tiệm cận ánh sáng bình thường, các độ bấm bình thường các bác nhé. Chuông này, rung này, rung đất mạnh này, xoay ngang xoay dọc này bình thường này, các mic này, mic dưới ok này, mic trên này, mic trên ok này, các bác nhé, cảm ứng này. Đấy, rồi phải test lại kỹ càng như này cho các bác yên tâm. Mua máy cũ nhiều khi nhiều các bác cũng cẩn thận lắm. Thì con này em nghĩ là các bác mua về làm máy phụ, nghe nhạc rồi chơi game vẫn khá là ổn các bác nhé. Đương nhiên sẽ không còn áp suất đâu. LED này, LED còn này. Ok. Đây, em sẽ test cái quan trọng là cái màn hình này này. Cái màn hình này. Đây thì các bác yên tâm nhé, màn hình con này hoàn toàn là chưa hề có lưu ảnh, nó sọc sọc nên là do cái ánh điện thôi, chưa hề có lưu ảnh gì cả các bác nhé. Đây cho các bác yên tâm rồi, em sẽ test đến đấy thôi, tại vì chức năng chỉ đầu tiên chỉ đến đấy thôi, em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem nhé. Thì đây, trước khi tháo thì các bác xem đúng cái số email nhé. Đấy, email này đang Android 12 rồi. Tắt nguồn đi. Tức là giờ bán máy thì thường thường em sẽ phải tháo ra các bạn. Không tháo ra bán máy nó không yên tâm cho lắm. Đấy. Rồi, các bác đợi chút.
À, em trong lúc tắt máy thì em cũng nói luôn là cái cục pin này em để cái thời gian chờ của nó 2 hôm nay rồi thì em thấy nó rất là tốt luôn đấy, nó tụt mỗi đêm em để qua đêm nó tầm khoảng 8 9 tiếng ấy thì nó chỉ tụt khoảng tầm 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 5% đổ lại thôi. Đấy là ở chế độ máy bay nhé, không bật cái kết nối gì đâu, tại vì nhiều bác thì cứ cứ để qua đêm xong là bị tụt khoảng 10 đến 20% ấy. Thì em thấy cái điều đó vẫn bình thường, nên nếu như các bác để cái thứ nhất là để always delay này, xong rồi các bác bật mạng, bật wifi 4G thì trong quá trình các bác ngủ không phải là điện thoại nó cũng ngủ theo các bác đâu, nó vẫn còn dùng ngay dùng cái kia mà, đồng bộ này đồng bộ kia, cho nên là nhiều bác cứ bảo ơ sao điện thoại em nó để qua đêm nó tụt nó nhiều thế. Thực ra các bác phải hiểu là điện thoại để qua đêm ấy không phải là nó dừng hoạt động mà nó vẫn còn đồng bộ này đồng bộ kia, và có những app nó chạy ngầm ấy, cho nên nhiều khi các bác không hiểu vấn đề cứ bảo là máy nó lỗi này lỗi này lỗi kia, thì không phải đâu. Rồi ok, tháo cái sim mới đang nhé, xem Viettel đàng hoàng. Tháo nhanh rồi các bác nhé, thì các bác yên tâm nhé, mềm con này hoàn toàn là bình thường hết, không hề có sửa chữa gì cả các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm, còn còn nguyên cái miếng keo tản nhiệt này đấy, và trong cái khung con này vẫn còn cái miếng đồng tản nhiệt các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. À, các linh kiện khác thì đều là zin hết, đây pin cục pin là zin hoàn toàn nhé, cục pin này cục pin 2020 nên em thấy là cục pin này còn rất ngon luôn. Nhiều khi em muốn giữ lại cục pin này nhưng mà thôi, nó đang theo cái khung này rồi thì cũng trả tiện gỡ ra. Đấy, nó rất là chắc các bạn. Rồi ok, em tháo ra như thế thôi là các bác đủ hiểu rồi, là một con máy chỉ qua giá 2 triệu thôi mà các bác hoàn toàn yên tâm về về chất lượng của nó. Đấy, còn chỉ có mỗi cái là các bác có thích cái ngoại hình như vậy không thôi. Đấy, thế thôi, chứ còn về chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm nha các bác nhé. Ok, chào các bác.